Những năm qua, các cơ quan đơn vị quân đội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 167 và Nghị định 67 của Chính phủ nhằm sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất quốc phòng theo hướng khai thác hiệu quả hơn, hạn chế lãng phí nguồn lực đối với nhà đất là tài sản công. Đến nay, Tổng cục Hậu cần đã hoàn thành rà soát và tổ chức cho các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến về danh mục, hiện trạng sử dụng và phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở nhà đất quốc phòng trên địa bàn 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, do các vướng mắc về thực tế lịch sử, hồ sơ pháp lý, kiểm tra hiện trạng quản lý sử dụng nhà đất, nên một số đơn vị còn chậm trễ trong rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào phương án tổng thể sắp xếp nhà đất quốc phòng. Đánh giá cao cố gắng của Ban chỉ đạo triển khai các nghị định của Chính phủ, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã bàn giao nhiều diện tích đất quốc phòng để các địa phương quản lý sử dụng cho mục đích phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhằm quyết liệt đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại cơ sở nhà đất quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu sớm kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai các nghị định của Chính phủ ở các cấp, lập các tổ công tác nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật để hướng dẫn từng cơ quan đơn vị còn gặp vướng mắc khó khăn và lập thêm các tổ công tác để tập trung phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương hoàn thiện quy hoạch, kịp thời giải quyết xử lý vướng mắc ở các địa bàn trọng điểm theo đúng các quy định của pháp luật, nhất là các khu gia đình quân nhân. Nhưng mà cái tồn đọng người ta phải tìm cách giải quyết để cho người quân nhân của mình được hưởng cái chính sách tương đối đầy đủ. Báo cáo như tôi đầy đủ nhất thì nó rất khó. Các cái chỗ cấp bách bức xúc thì các đồng chí phải giải quyết đi. Tôi nói ví dụ như Quảng Bình, ví dụ như Cao Bằng, Bắc Cạn rồi Yên Bái. Bài toán này cực kỳ khó. Nhưng mà nếu mà vì tập thể chúng ta làm thì không sao, cố gắng. Với tinh thần khẩn trương rà soát, tăng cường phân cấp phân quyền cho Ban chỉ đạo cấp quân khu, xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương để xử lý tồn đọng theo hướng có thứ tự ưu tiên, việc dễ làm trước, việc khó làm sau, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh cần tách các cơ sở nhà đất quốc phòng có vướng mắc, chưa hoàn chỉnh về thủ tục, hồ sơ quản lý, sử dụng ra khỏi phương án tổng thể để tiến hành sắp xếp lại sau. Từ đó, phấn đấu hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất quốc phòng đối với các khu vực đã được Bộ Quốc phòng và các bộ ngành địa phương đã thống nhất, tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý công việc, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình và cách làm hiệu quả để triển khai sâu rộng trong toàn quân.